Nguyễn Phong Hồng Duy mang tiền ký hợp đồng nhờ ba mẹ giữ để cưới vợ. Tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết anh sẽ mang tiền ký hợp đồng với câu lạc bộ Nam Định nhờ ba mẹ giữ hộ để lo cho cuộc sống sau khi cưới vợ. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023, ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có cuộc gặp gỡ với đội bóng Thành Nam. Nguyễn Phong Hồng Duy là một trong những ngôi sao mới gia nhập câu lạc bộ Nam Định trong mùa giải 2023 này. Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, cho biết năm 2022 là một năm có nhiều biến động của câu lạc bộ Nam Định nhưng đội bóng đã từng bước vượt qua khó khăn. Lãnh đạo cao nhất tỉnh Nam Định hy vọng đội bóng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong mùa giải 2023. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Nam Định Vũ Hồng Việt cho biết năm 2022 Nam Định đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League. Chuẩn bị cho mùa giải 2023, câu lạc bộ Nam Định đã có những sự bổ sung nhân sự để gia tăng sức mạnh. Vừa qua, đội bóng đã có chuyến tập huấn, thi đấu giải giao hữu tại Bình Dương, qua đó có những sự lắp kép, thử nghiệm đội hình. Trong mùa giải 2023, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định quyết tâm thi đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu phấn đấu giành thứ hạng cao nhất, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói. Thời gian qua, câu lạc bộ Nam Định là một trong những đội bóng hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2023. Nam Định đã có được chữ ký của nhiều cầu thủ chất lượng như Nguyên Mạnh, Văn Khánh, Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Đức Huy, Khắc Ngọc, Trọng Đại, Thanh Hào, Henrio. Ngay sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, Nguyễn Phong Hồng Duy, tuyển thủ quốc gia và là cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục được bổ sung vào danh sách đội bóng Nam Định trong mùa giải 2023. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ cuối năm, Nguyễn Phong Hồng Duy nói đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh chuyển đổi câu lạc bộ. Cách làm bóng đá đầy tâm huyết của lãnh đạo đội bóng đã thuyết phục anh về đầu quân cho Nam Định. Hồng Duy chia sẻ, không chỉ anh em cầu thủ mới mà những cầu thủ cũ của câu lạc bộ Nam Định cũng được nhận chế độ đãi ngộ tốt. Tôi rất vui khi về đây thi đấu. Khi được nhận số tiền từ việc ký hợp đồng, tôi sẽ đem về nhà, nhờ ba mẹ giữ và tạo lập cuộc sống sau này khi tôi lấy vợ. V-League 2023 sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 2. Trong trận ra quân mùa giải, câu lạc bộ Nam Định sẽ tiếp đón câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ ngày 3 tháng 2 trên sân nhà Thiên Trường. Câu lạc bộ Nam Định là đội bóng nhiều màu sắc nhất tại V-League. Dù nhiều năm gặp khó khăn tài chính, chỉ đua trụ hạng nhưng sân Thiên Trường luôn là sân có lượng khán giả đông nhất giải đấu. Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Nam Định đã góp phần quan trọng để đội bóng trụ hạng và giúp V-League thành công. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.